Hello, xin mến chào tất cả anh em. Vừa rồi thì bên em đã lắp đặt xong một bộ karaoke trị giá 23.600.000 đồng cho một quán khách ở Linh Bình anh em nhé. Đây, quê hương 35 Linh Bình anh em nhé. Với cấu hình này thì sử dụng một cặp loa bass rất to, đó là LX TVK 15 bass 40 anh em nhé. Với cái mức đầu tư là 23.600.000 đồng, anh em đã sở hữu được một cái bộ cấu hình bass 40 luôn anh em nhé. Cực kỳ ổn áp cho anh em về cấu hình này. TVK 15 này thì là 14.500.000 đồng. Hàng thì tất cả đều hàng full tùng. Bên em tới thì bóc thùng bóc hộp và bên trong thì đang nghe nhạc anh em nhé. Đẩy công suất sử dụng 2 kênh thôi, 500-600W một kênh, vang cơ T10 Plus và mic BS 700 thôi anh em nhé. Ok chưa? Đi vào trong với bộ cấu hình này thì đây anh em thể nghe thấy. Đây là full bass 40 anh em nhé. TVK 15 thì hiện tại nhà bác chưa có chỗ để, đang để tạm kế tạm rồi anh em nhá. Ok chưa? Mic BS 700 2.2, van T10 2.4, đẩy LT 4.000, 4.5 rồi anh em nhá. Đấy, cặp loa 14.500.000 đồng, chiếm đa số rồi như anh em để thấy. Với cái chất lượng như thế này 23.600, sở hữu được cặp hàng nhập luôn anh em nhá. Hàng nhập bộ dàn luôn, bass 40, van hát thì cực kỳ nhẹ và hay anh em nhá. Đấy, không có trận hú rít là dùng van cơ thôi, đồng bộ nó khác hẳn hoàn toàn đúng không ạ? Con này thì có delay đáp ride riêng luôn, repeat, reverb time, reverb volume anh em nhá. Con này thì cắt súp trực tiếp trên mặt đằng trước này, hiện tại không sử dụng súp thì nó không có tác dụng gì cả anh em nhá. Ok chưa? Music mic đầy đủ hết cho anh em, delay đáp ride đầy đủ. Ok chưa? Đẩy hai kênh LT 1000 với công suất 500-600W trên một kênh ở 8 ohm. Với công suất này thì thoải mái cho anh em chơi một cặp loa bass 40 rồi. 40 đây là TVK 15 anh em nhé. Thùng vát về đằng sau, lỗ tôi hơi về đằng trước. Bass 40 từ 190, chép là chép 750. Dòng này đánh sự kiện ngoài trời còn đánh được. Với gia đình mà anh em chơi phòng lớn thì dùng một cặp bass 40 này, cộng thêm súp thì cực kỳ ổn áp. Sơn sần cát anh em nhé, sơn sần cát tròn đây, không có tình trạng bị xước đâu. Sơn sần cát cực kỳ xịn anh em nhé. Đấy, nhập khẩu cho anh em. Ok chưa? Với cái chất âm của cặp loa này thì cực kỳ ổn áp cho anh em nghe. Đấy, đây là cặp loa bên này này. Đấy, bass 40 anh em nhá. Đấy, sơn sần cát, đế căng dạng ô vuông, tay sách đây đều có hai bên anh em nhá. Tới cao tích TVK 15, quá ổn áp cho anh em với cái bộ vô hình này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.